chắc mấy con cá chê mà. Ở đâu rô phi hả? Ở đâu? Mình lớn lắm mà chạy ghê chứ. Mày Vinh nha các bạn. Một con mày Vinh khá là to. Trời ơi, sữa cũng vậy. Sữa đó, nó nói. Mày Vinh nha các bạn. Báo cáo bạn ơi. Báo cáo bạn ơi. Thằng khủng rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Trời ơi, trời ơi. Hàng về, hàng về, hàng về. Trời. Nghe trời các bạn ơi. Mà hình như là nó bị à, các bạn ơi à. Cá ven cần đá thì các bạn đứng sững luôn, tuyệt vời. Họ dù nó không to lắm nhưng mà cảm giác rất là đã các bạn. Đó các bạn, ok chưa? Hôm nay mình đi test cái bài mồi khoai lang, bài mồi nền á, khoai lang muối chua cho mọi người xem á. Chọn với lại mồi của mình thôi, hai cái đó chọn với nhau thôi. Nè, được con trôi này các bạn, đã các bạn, tuyệt vời nha các bạn. Ok, kiếm con khác nha các bạn. Báo cái nữa trời. Trời ơi, sang tính thay mồi. Cá ăn luôn các bạn à. Không biết to không đây. Mồi ngâm 4 tiếng rồi các bạn. Cá vẫn ăn. Lúc 12 giờ tới giờ. Giờ 3 giờ. 3 giờ hơn. Cá trôi nữa các bạn ơi, trôi nhỏ. Cá trôi nữa các bạn à. Nửa ký, nửa ký. Các bạn cá trôi to ở đâu hết trơn rồi các bạn à. Giờ mình coi thấy toàn là trôi nhỏ không à. Đây một con cá trâu trắng nè. Một con trâu trắng nha các bạn. À, thời tiết khó khăn các bạn nè. Hình như là cá trâu to nó chưa vô hoặc là nó chưa ăn các bạn nè. Nè nó vô được con cá trâu nhỏ nè. Con cá trâu trắng nhỏ nè. To ok các bạn. Có cá là vui rồi các bạn ơi. Ok. Rồi. Má lần hai cần luôn trời. Quá to không ơi. To lắm. To lắm.
Má nó kéo, tôi kéo lên nó ghì lại xuống đây mà. Không biết là có bị nó trộn không mà thấy nó nặng lắm. Không biết nó có to không, ok, chép kìa. Cho nên giỏng cái gì rồi. Năm cân à. Ăn cho lần hai cân luôn. Ừ. Cần như sảy rồi. Còn đừng cần nè. Chép. Đánh giỏng. Còn không nhỏ đâu. À, từ sáng giờ luôn trời. Đừng phát cắn thôi đó. Hai cân luôn. Rổ to kìa. Cái chép. Không biết. Cái chép. Bự nè, nhỏ đâu. Ngon. Dính nó lơi luôn à. Đẹp vậy, cả tự nhiên như nó vậy. Nói gì nữa. Trời ơi, trời tôi loại từ sáng giờ trời. Có nhiều rồi đó. Cá nó có chịu vô ăn đâu. Má cái được con chẹp đâu kìa. Thấy rồi. Giờ này nó vô mình. Rồi tích cực rồi, trọng mộm rồi, đồ má đi. Đội về con này có trận hay chắc có trận nữa. Con này gần 2 kg á. Báo cái các bạn. Mua con có chép khá là to nha các bạn. Con này gần 2 kg nha các bạn. Thôi hôm nay mình đi test cái bài mồi nền khoai lang ổ chua cho mọi người xem mà. Cá hiện tại cá bây giờ rất khó câu nha các bạn. Được bỏ con cá chép mà. Đẹp không? Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ăn lần hai cần luôn mà dính được con cần à. Mình cũng biết sao luôn. Đã nặng này trời. Ủa bụng to. Ok các bạn. Chống mắm rồi các bạn ơi.